chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Trang Lì. Thì bữa hôm nay mình mới mua được một con cua hoàng đế các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ luộc đi rồi mình sẽ chế biến sao nha. Đây là nguyên một con cua hoàng đế còn sống luôn nha các bạn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ vận chuyển về thì coi bộ nó đã ngủm ngủm rồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vô cái nồi này đi. Rồi mình sẽ luộc đó. Wow, nó bự quá các bạn. Ok. Rồi, vô đây đi. Ok, bạn thấy chưa? Một con cua bự, chà bá lửa luôn. Ok, sơ đi rồi mình chế biến nó xào rồi nha. Bây giờ để coi con cua bằng quỳnh đế của mình nó gan xào rồi các bạn. Cua hoàng đế của mình. Mình giờ mình luộc nó sơ sơ thôi để mình gọi mình sẽ rửa nó lại rồi mình sẽ trụng các bạn ha. Bây giờ mình coi cái con cua hoàng đế của mình coi sao các bạn. Nãy giờ mình đã cho nó vô lò rồi. Bây giờ mình mở cái lò ra đi. Wow, hấp dẫn quá đi. Các bạn nhìn con cua hoàng đế của mình nè. Mình luộc sơ sơ thôi nha các bạn. Mình đừng luộc chín quá. Nó sẽ teo thịt lại. Dẫn là tới rồi các bạn ơi. Trời, con cua này nặng gớm nhỉ. Wow. Ngày mai phải sạc cái mình lại hay mình riêu không? Trời ơi, nguyên một cái hao mà không vừa giảm luôn á. Thấy không? Thấy em này riêu dễ sợ không? Các bạn nhìn nè. Cái thao bự vậy đó. Nóng lắm nha các bạn. Nóng luôn. Wow. Bây giờ mình cho em làm đi rồi mình sẽ đi rửa lại nha. Ok. Rồi. Ok các bạn ơi, thì sau khi mà mình luộc cái con tôm hùm tôm hoàng đế này rồi thì mình sẽ rửa nó sơ sơ các bạn nhé. Quá là bự luôn. Các bạn thấy không? Con này nó gọi cạn lắm rồi. Quá là già luôn. Hung vĩ. Hung vĩ ghê gớm. Cái con này là cua hoàng đế màu nâu các bạn nhé. Không phải là cua hoàng đế màu đỏ. Nó có 3 loại. Các bạn nhớ nha. Cua hoàng đế á, nó có cua hoàng đế màu đỏ nè, nó gọi là red king crab. Cua hoàng đế màu vàng là yellow king crab. Còn cái con cua hoàng đế là cua hoàng đế màu nâu. Ok. Con này chắc là không ai lâu rồi không ai ăn nó cho nên người nó gông view không à. Mình gọi là hòm đó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tắm rửa cho nó sạch sẽ. Ồ, cái con này cái mình nó có gai các bạn ơi. Con nào mà chẳng có gai. Ok. Mình nghĩ là cái con cua đế này nó đã được sạch rồi đó. Còn một chút này nữa. Bây giờ mình rửa nó sơ vào một cái nữa đi. Wow, các bạn thấy chưa, nãy giờ mình tắm cho cái con cua hoàng đế này thôi là nó cũng đủ một bát rồi đó. Chứ đừng nói là tắm cho ai. Ôi, nó rất là bự luôn các bạn. Mình phải nói là nó quá bự luôn á. Lần đầu tiên mình thấy con cua bự như vậy các bạn. Khủng thịt. Khủng lồ. Bây giờ mình sẽ đi luộc nó đi các bạn ơi. Cua tươi là luộc là ngon nhất. Không còn gì để cỡ cẩy nữa. Cái nồi của mình nó vẫn quá nhỏ so với cái con cua hoàng đế này các bạn. Wow. Trời, sao nó thấy nó bự vậy? Bự lắm các bạn nhé. Mà thấy nó nhỏ xíu thấy nó bự vậy. Wow. Dẫn. Rồi lấy đồ gấp bắp tiên. Bắp sảy con bà bảy ơi. Nay nhìn thấy nó bự quá nha. Này không có khoai tây, không có khoai tây vô là ngon nữa. Quá bự luôn các. Khói ngồn ngọt luôn. Cái
cùng nhân lì. Thì bữa hôm nay mình có mua một cái con cua hoàng đế các bạn, cho nên mình sẽ ăn thử. Wow, các bạn nhìn cái con cua hoàng đế siêu khủng của mình nè. À, các bạn thấy chưa, nó bự ghê, ghê hồ không. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy con cua hoàng đế. Thì ở đây mình có một cái chê cái này gọi là Margarita các bạn, cho nên mình sẽ ăn thử cua hoàng đế với Margarita để mua một con cua hoàng đế. Các bạn nhìn nè, nó rất là già luôn, nó đủ 8 cái chân luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì bây giờ mình sẽ thử uống cái rượu này mình mới mua các bạn. Đây là rượu mây nữa, nhưng mà loại là loại khác nhé. Bây giờ là mình sẽ vô đi. Con cắt kè hả? Hả? Là con cắt kè. Loại mây. Đó là con cắt kè đó. Thì cái ly này mình đã phun nước ra rồi. Ù ngọt quá. Ngon quá các bạn ơi. Cái này mình quá đã luôn. Cái này giống như là rượu chanh gì đó. Bây giờ thì còn chờ đợi gì nữa mà không thưởng thức. Còn chờ đợi nữa không thưởng thức bạn. Bây giờ mình kêu cái này, cái em này nằm ngửa ra đi các bạn ơi. Nằm ngửa ra đi em ơi. Em ơi em nằm ngửa ra đi. Ô trời. Em lần đầu tiên ăn cua hoàng đế. Giống giống nhà quê quá. Bỏ rượu xuống. Bây giờ mình sẽ bỏ cái ly rượu này xuống đi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ giải phẫu cái con cua hoàng đế này đi. Chứ thì ở đây nó có cái kèn, bạn nhớ cái kèn không? Quá bự luôn. Bây giờ trước tiên mình thử cái kèn cua hoàng đế chứ đi. Wow, cái kèn con cua hoàng đế này nó cũng giống như cái kèn con cua hoàng đế khác thôi. Nó không có gì lạ cả. Con này tên gì? Cái con, các bạn biết không, cái con này á, cái con cua hoàng đế này là con cua hoàng đế màu nâu nha các bạn, là brown king crab nha. Mặc dù là luộc xong rồi thì nó vẫn là đỏ, cho nên các bạn không biết con này là con brown king crab chứ không phải là con red king crab. Con này mình mua là nó là 8 pound rưỡi, tính ra gần 4 kg mấy các bạn, cho chẳng 5 kg đi các bạn nhé. Wow. Để coi thịt king crab tươi nó có khác gì với thịt king crab đông lạnh không các bạn nhé. Thì khi mà hôm qua mình đi chợ mình mua, mình thấy nó có bán cho nên mình mua về để ăn thử cho các bạn coi. Các bạn thấy không? Lúc nào mình cũng cố gắng thiệt ra thiệt là nhiều clip cho các bạn để các bạn không bị chán. Ok. Bây giờ mình ôi trời. Mình sẽ cố gắng tách nó ra. Các bạn nhìn nè. Rồi các bạn ơi, mình nói á, các bạn coi kênh của mình nhiều rồi phải không, mình ăn con mấy con cua đông đông lạnh á, cái thịt nó không được ngọt bằng cái con cua này nha các bạn. Nhìn thịt nè, ngồi em đúng là thịt khác hẳn liền. Ăn thử đi. Tại vì cái con cua đông lạnh á, trời ơi các bạn biết không, con cua đông lạnh á cái thịt nó không có ngon bằng cái con cua này. Nội mà ăn một cái que của nó thôi là thôi thấy no rồi đó các bạn. Rồi thịt cũng nè. Có tươi hơn. Đúng rồi. Quá ngon luôn. Vô các bạn ơi. Bự ghê hơn. Ăn. Tiếp tục ăn cái con này đi. Sao bất thời nó làm cua này? Trời bất thời làm cua này lỗ sao? Nó chịu sao nổi với mình? Đó, các bạn thấy chưa? Gọi con cua này nó khủng quá. Cho mình ăn cua này mỗi ngày, mình cũng chịu nó. Trời, các bạn nhìn cái chân nó nè, quá là bự luôn á. Ngon. Nó ngon mà nó ngọt nữa các bạn ơi.
Trời ơi. Ngồi mày ăn cái chân không á. Rồi thôi à. Quá đủ luôn, quá đủ tiền luôn á. Ồ. Ok, như vậy là mình đã xử xong cái chân. Một cái chân rồi đó nha. Như vậy là mình đang ăn xong một cái chân rồi các bạn. Bây giờ mình để dành làm kỷ niệm lần đầu tiên mình ăn cua hoàng đế đi. Từ trước giờ. Từ trước giờ nhà nghèo không có tiền ăn cua hoàng đế. Các bạn nhìn nè. Cái bụng của con này á, cái yếm của con cua hoàng đế nó kỳ các bạn. Giống như con cua thường á, cái yếm của nó không có cái màng, cái con cua này cái yếm nó có màng các bạn. Bây giờ mình tách nó ra đi để coi trong cái yếm nó có gì ha. Wow. Các bạn nhìn hai bên hông nó nè. Hai bên hông con cua này nó không có giống như con cua thường các bạn. Nó có một cái màng để bảo vệ. Nó có một cái màng à. Wow. Mình quay cho các bạn coi nha. Các bạn nhìn nè. Ở bên xung quanh của nó có một cái màng. Nghe thấy không? Đó, cái màng này á, ôi nước quá trời luôn. Nước lên láng luôn các bạn ơi. Wow wow wow. Em ơi. Dạ. Ven cái tô đi. Tô hả? À ha. Tô nhỏ. Tô nhỏ nhỏ thôi. Để mình đổ nước này ra không thôi, cái nó chảy các bạn ơi. Nước này là nước trong con cua các bạn nhé, nhìn nè. Đây mình là kêu bỏ tô vô đi. Đó. Có gặp không? Không biết nữa. Rồi để nghe tôi. Đây là tiết của con cua hoàng đế. Ôi cái con cua này á. Cái mình nó không có gì, cái mai đây là cái mai của con cua hoàng đế đó các bạn. Toàn là nước đúng không à? Để mình hấp thử đây. Đây là cái nước từ cho con mai con cua ra. Ồ, thơm lắm nha các bạn. Cái nước tại vì khi mà mình hấp con cua này á, mình không có bỏ nhiều nước vô các bạn. Cho nên cái con cua này á là nước từ trong con cua này ra các bạn nhá. Em ok. Quá trời nước luôn các bạn. Thì các bạn biết con ghẹ rồi, con cua Việt Nam mình rồi, ở trong cái mai của nó có rất là nhiều thịt. Nhưng mà cái con cua này á, mình mở cái mai ở trong nó không có gì chứ. Đó là lý do tại sao mà những cái nhà hàng á, khi mà họ bán con cua này, họ bán toàn là cái chân thôi mà họ không có bán đâu. Con nhìn nè. Các bạn thấy không? Mình nói đâu có ngoa đâu. Đâu có ngoa đâu các bạn. Thấy không? Trong này nó không có gì hết trơn á. Đây là cái yếm của nó nè. Ồ, trong cái yếm của nó có gì đây ta? Cái này giống như là cái phao câu của nó vậy các bạn. Đây mấy cái phao câu nè. Phao câu của con cua hoàng đế. Cua hoàng đế mà cũng có phao câu nữa các bạn ơi. Đau quá. Để biển đi. Thôi các bạn nhìn cái mai con cua hoàng đế bự khủng à. Ok thì xung quanh cái con cua hoàng đế này nó không có gì cả. Cho nên mình sẽ bây giờ mình sẽ ăn cua hoàng đế theo kiểu quý sơ tộc đi, tại vì lát nữa mình ăn xong mình sẽ gác con cua hoàng đế lại các bạn. Để cho các bạn coi con cua đế này nó khủng cỡ nào. Lát nữa Nhân Lì sẽ gác con cua hoàng đế này một cách hoàn chỉnh nhất. À, trời ơi. Cái con cua này nó bự mà cái yếm của nó nè. Trời các bạn ơi, mấy cái lá lách của nó nè. Quá là bự luôn á. Bỏ hết, cái này bỏ hết. Mấy cái này không biết ăn được không ta. Đó, bỏ hết mấy cái này luôn. Còn mấy cái kèn. Trả cái kia lại này đi, trả 50 đô lại. Đâu có gì lắm. Thì đó. Thì sau khi mà mình khuyên cua hoàng đế ra rồi, mình mới quyết định là mình mới khuyên các bạn là khi mà các bạn ăn cua hoàng đế á, các bạn mua nguyên con ăn thì nó sẽ lỗ hơn, tại cái con cua hoàng đế này cái mình nó không có gì chứ các bạn nhìn nè. Bởi vì khi mà các bạn mua cái hộp cua đông lạnh mà mình hay mua đó, mặc dù nó là cua đông lạnh nhưng mà nó các bạn sẽ được nhiều kẹn hơn. Ok bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn cua hoàng đế tiếp tục. Men con này nó bự quá, ăn hơi vất vả các bạn nhé, hơi vất vả một tí xíu.
Rồi giờ mình không biết ăn cái que nào trước luôn. Cho nên mình sẽ bắt đầu từ que này. Không bẻ rồi được không? Bẻ rồi được. Không bẻ rồi nó khỏe. Không nhét rồi đó. Chơi luôn. Đó. Ngon quá các bạn ơi. Hấp dẫn. Trời, thịt không à. Các bạn nhìn nè. Ôi, cho em nè. Ăn cua hoàng đế ăn gì mà đã chứ. Quá đã luôn. Em kéo cái thịt ra này. Anh làm được chưa? Mình phải nhờ con vợ mình giúp mình một tay. Thịt nó ngọt. Thịt con cua này đó bạn. Nó tươi hơn thịt con cua mấy con cua kia. Mà nó không kéo được cua nó khúc cũng thôi. Tại nó còn tươi mà. Hôm qua mình vô chợ á, xong rồi mình chỉ con cua này, xong rồi mấy nhân viên trong nhà hàng á, họ thấy mình, họ mới nhìn mình, họ nói trời, con cua này 300 mấy á, mày có đủ tiền mua không? Mình nói trời, có 300 mấy à, lấy không có tiền thì bán con vợ lấy. Các bạn biết không, có nhiều người á, khi mà họ coi kênh của mình á, họ thấy mình ăn cua đấy, thì họ mới nói là ở bên Mỹ này ăn cua đấy chuyện nhỏ thôi, bà con cua đấy có 300 mấy thôi. Nhưng mà khi mà tới lúc mà họ thấy con cua đấy 300 mấy á, họ không dám bỏ tiền ra để mua con cua đấy ăn. Các bạn cho con vợ một miếng này. Anh ăn không dám luôn. Không dám. Lấy cái xào nè. Ngon quá. Còn cái gì đâu mà đặc biệt vậy. Nó được. Ủa đâu có rồi. Anh bỏ miệng luôn rồi. Xong hai cái kèn luôn. Các bạn thấy không, bữa nay mình ăn á, mình cố gắng giữ cái kèn lại để cho các bạn coi cái con cua này nó khủng thế nào. Thì đó, bây giờ mình sẽ đẩy ra đi. Trời, con cua này nó còn tới mấy cái kèn của các bạn nghĩ coi, hai chồng 8 cái kèn. Một con cua là có 2 cái kèn. Sao con này có 8 kèn? 8 cái que. Nè, chọc này đi. Trời. Con này ăn gì mà bự quá ta. Tiếp tục nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ thử cái con cua hoàng đế này để mình ăn mừng nút vàng của mình chuẩn bị về các bạn ơi. Mà mình không biết là bao lâu nó mới về thôi à. Thì mình biết là mình nút vàng của mình nó sẽ về sớm lắm thôi. Cho nên mình ăn mừng trước. Đây. Còn nước luôn. Rồi ăn con này nó đau hết thảy tôi á. Thôi trả giá đi. Thịt quá trời luôn. Một cái que của nó thôi á là biết như hình luôn á. Rồi các bạn nhìn nè. Đây là một cái que thịt nè. Ăn nè, coi nó. Ăn nè. Bỏ cái cọng lên, ăn luôn. Ở dưới xuống lâu.
quá đã, ăn cua bằng đế quá đã, và nó càng nó bự quá. Tiếp tục luôn. Nãy chồng đưa ăn, không ăn sữa đi. Nãy giờ lo tập trung ăn cua hoàng đế, mình không ăn cái gì khác cả. Để các bạn, mình thì banh, vợ mình thì móc ra, các bạn móc đi, móc ra, móc nó ra. Trời ơi ngọt quá. Trời ơi thịt. Wow, đây là thịt cua hoàng đế của cái que nhỏ thôi mà các bạn thấy rất nhiều không? Quá hấp dẫn, hết sảy con 17 luôn. Ok, bây giờ để mình dọn cái này qua bên cái đã. Ok thì tiếp. Wow, đã. Bây giờ mình uống hai loại củ mai luôn các bạn. Cái này là mai mai khóm, cái này là mai chanh nha. Ok. Rồi ăn củ hán xong rồi nha. Quá đã, quá đã. Còn một cái càng bự. Chà bá lửa nữa. Càng nào cũng bự. Wow. Hay chồng. Hay chồng nghèo về tối không có cơm ăn các bạn ơi. Thì có sau khi mà mình ăn cua hoàng đế tươi và mình ăn cua hoàng đế đông lạnh đó, mình rút ra được một kinh nghiệm. Các bạn biết không? Khi mà các bạn mua một hộp cua hoàng đế đông lạnh đó thì cái giá nó rẻ hơn, nhưng cái số lượng mà là cua hoàng đế á nó nhiều hơn các bạn nhé. Tại vì á cái số lượng mà cua để trong cái hộp đó nó rất là nhiều. Nhưng mà khi mà các bạn mua cua bằng đế tươi á thì chỉ có một con thôi à, cho nên nó cái số lượng nó rất là ít. Nhưng mà nó được một cái là nó tươi các bạn. Thì cũng tùy các bạn thôi, nếu mà các bạn nào thích ăn đồ tươi á thì các bạn mua nguyên con ăn, thì cái giá của nguyên con á là khoảng từ 300 tới 400 đô một con. Còn các bạn nào mua mà ăn cho đã đó thì các bạn nên mua cua cái thùng mà mình hay mua đó, nó bự lắm nha, nó bự hơn. Wow, các bạn nhìn nè, đây là cái gì đây, trời ơi. Ăn thử miếng em. Em ăn miếng cho dở ăn. Trời ơi, trời. Thì hồi xưa mình hay đi mua những cái thùng cua hoàng đế, cái chân á họ không có bán cho mình các bạn, cho nên mình mới quyết định là mình sẽ mua một cái con cua hoàng đế mà có cái mình luôn để quay cho các bạn coi. Nhưng mà thực sự khi mà mình mua con cua hoàng đế có cái mình rồi thì mình thấy là sau này mình sẽ không mua nguyên con cua hoàng đế nữa, tại vì mua nguyên con á nó thực sự là nó ít hơn. Mình thích mua cái thùng kia hơn. Mua cái thùng kia thì nhiều hơn, tại vì các bạn biết không, mình mua cái thùng đó đó, nên mình nói thiệt các bạn nha, mình mua cái thùng đó đó nó có 200 đô thôi à, nhưng mà mình với vợ mình ăn mấy ngày chưa hết luôn. Trong khi đó mình mua một con cua hoàng đế nè nó tới 400 đô lận, mà mình ăn ở đây gần hết rồi. Như vậy thì mình mua cái thùng đó nó sẽ lợi hơn. Nếu mà các bạn mua cái thùng đó để cho gia đình ăn đó, thì nó sẽ lợi hơn các bạn nhé. Để mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các bạn như vậy. Tại vì có nhiều người tưởng á, mua con cua hoàng đế mà mua cái chân không á thì không có được sang. Nó thật sự các bạn mua con cua hoàng đế á
mà các bạn mua cái mình nãy giờ các bạn thấy không, cái nguyên của mình là đập bỏ hết trơn rồi, mấy cái này là đâu ăn được đâu bỏ hết rồi, còn là lãng phí mà, rất là lãng phí. Mà mình tính của mình là mình không thích lãng phí các bạn nhé. Wow, con cua nãy là nó banh tà lông rồi bạn, quất nó luôn. Ok, tiếp tục, tao này phải thử xong con cua này đi. Các bạn thấy không? Hả? Cua ít mặn hết nha anh mà. Một con cua này á, mình đi dạo mình ăn 300 mấy, trong khi đó cái thùng cua kia có 200 mấy à, mà ăn hả? Nguyên gia đình luôn, không hết luôn. Quá đã. Càng ngắn hơn, nhỏ hơn. Hả? Hai hai càng lại phải bự, càng chiến đấu. Ngon quá, khóc luôn. Ok quá. Đây. Ok các bạn ơi, lại tiếp tục ăn cua hoàng đế cùng nhân lì nữa nhé. Nãy giờ hai vợ chồng mình chưa xử xong con cua nữa các bạn. Mình còn hai món. Tại vì bò wagyu. Tại vì mình nãy giờ á, mình đang cố gắng giữ cái con cua này để cho nó đừng có bể, để mình gáp nó lại chơi. Bữa mình còn cục đá hồng không? À. Để nướng thịt bò của bê giúp bò con vui. Ok. Ngon rồi cho em nè. Bò ngư, sốt cam, hộp, nhiều hào, hành rừng. Rồi chá bò con vui. Hai món. Ok. Quá đã luôn, một con cua. Thôi bây giờ còn ba que các bạn ơi. Mình biết là các bạn hỏi mình là khi mà người ta bán cái con cua hoàng đế cho mình á, thì cái mình này họ sẽ làm gì? Thì thường thường cái mình này á, họ sẽ giục các bạn, họ sẽ giục hay là họ sẽ làm phân bón cho động vật. Phân bón cho động vật, động vật cần phân bón hả? Phân bón cho động thực vật. Ú trời ơi các bạn nhìn nè. Sáp ấy. Quá trời thành luôn. Cục nào cũng lấy. Cục nào cũng lấy mà trời, chó là chó chết luôn các bạn nhìn nè. Rồi ăn con này á. Mình nói các bạn á, uống nè. Mình nói các bạn ăn cua hoàng đế này á, không bao giờ là uổng tiền hết. Tại vì á, các bạn nên nhớ là các bạn làm ra được, các bạn ăn được. À, thịt nè, trời ơi, thịt cái này là thịt cái mình của con cua hoàng đế nè. Cho vợ nó ăn miếng đi, nãy em chưa ăn. Cho mọi người coi ở trong thịt không? Ở trong không có thịt các bạn ha. Thì đấy, để mình quay cận cảnh cho các bạn coi cho ở trong này nó có cái gì. Tại vì trong cái này á, thì cũng giống như con ghẹ của mình thôi, ở trong này nó có thịt nè, thấy không? À, thấy không? Thịt luôn. Còn mấy cái lỗ của mấy cái càng thôi. Chứ mình đâu có nè, mình đâu có vậy. Mình đâu có vậy. Trời ngon em, các bạn thịt ngon nha. Ăn nhanh.
cái nào ngon mình nó ngon thì đó là các bạn đừng có tưởng mình nó giỡn nha, nó ngon nữa ngon. Có nhiều người á họ thấy tiếc cái này, tại vì bỏ ra 300 đô mà mua cái con này ăn mà có chút xíu là hết rồi, họ không dám ăn các bạn, tại vì họ sợ sau này thất nghiệp rồi không có tiền á, cho nên họ đã dành tiết kiệm. Bởi vì mặc dù có nhiều người á, có nhiều người họ nói là trời có con cua 300 đô rẻ thôi mà tao không dám ăn, nhưng mà khi mà thực sự mà tới lúc mà họ bỏ tiền cho họ mua họ ăn á thì họ rất là tiếc các bạn nhé, rất là tiếc. Cua bự hơn nhau. Chơi luôn. Cái mục tiêu của mình đó là mình sẽ ăn con cua bằng đế này và mình sẽ ráp nó lại hoàn chỉnh các bạn ơi. Đó chính là cái mục tiêu của mình bữa nay. Người ta đang đem đồ ra cho anh ngủ nha. Anh tức nguyên đêm ráp. Nhưng mà không phải mình ráp lại là mình ráp liền, mình phải ngâm đó để cho nó khỏi bị khô. Nha. Ngọt quá trời luôn, thật quá ngọt luôn. Anh ngon. Trời vợ mình đó nó mới ăn xíu no bạn. Cái mình ăn hết con cua rồi. Còn que nè ăn đi. Ba que ăn đi. Ghé ăn đi. Cho nó lớn. Em còn lớn được nữa. Còn có một ba que nữa. Cố lên. Ngon quá, cố không được. Chị đánh tập thật kia kia nè. Ăn rồi. Em ăn 3 phút bắp. Trời ơi. Bảy đó nó kìa. 11 giờ chưa chết rồi. Trời ơi, bạn nhấn ở đây luôn à. Ôi trời ơi, các bạn ơi nhìn nè. Nãy giờ bẻ không được, giờ em bi cái bẻ được. Ngon quá. Ăn cua bằng đế phải ăn như vậy mới là sướng. Bây giờ mình sẽ chấm cái này vô. Trời ơi, ngọt. Nó ngọt tận đáy lòn. Nó ngọt tận đáy lòn luôn á. Nãy giờ mình ăn gần hết con cua bằng đế các bạn. Còn hai que nữa. No quá, ngày mai ăn cái cây nha. Ok. Dạ, không có gì. Ăn đi, ăn cho con lớn. Ăn cho mặt. Ba càng mấy phút bắp để mai em ăn. Cái bắp vô cho đỡ nghe. Em thích mấy cái hộp mà em được dùng được. Ủa là các bạn thấy ăn cua này sướng không? Ăn quá đã luôn. Bây giờ con cua này gần hết rồi, còn hai cái que đó các bạn. Hai cái que chín nữa nè. À. Thì bây giờ mình sẽ tách thịt nó ra đi rồi mình ăn tiếp các bạn nhé. Mình lấy cái này ra. Tại vì đó, bây giờ mình sẽ tách nó ra đã.
Cái càng nào nó cũng bự hết các bạn ơi. Thịt quá trời luôn. Mình đi ăn á, mình ăn cua mình thích ăn ở nhà hơn. Tại vì nó thoải mái, mình muốn ăn sao cũng được. Chứ mình ăn, mình ra tiệm mình ăn mình thấy không được thoải mái cho lắm các bạn. Tại người ta xin dòm ngó mình. À, hết thịt luôn. Xong xuôi. Đó, bây giờ mình sẽ tách thịt mấy con này ra đi. Quá trời thịt luôn, trời ơi khúc này nè. Các bạn nhìn nè. Bỏ vô đây. Đây nữa mình sẽ bỏ vô máy xay sinh tố mình húp nó. Nó lẹ. Ôi ôi thật. Ăn một cái ớt lắm. Mình đi các bạn biết không, người Mỹ á họ ăn ớt dở lắm bạn. Họ không có ăn ớt hiểm như mình. Hồi xưa mình đi học với mấy bạn Mỹ mình á, mình đem ớt của mình vô mình ăn á, tụi nó thấy mình ăn ớt tụi nó hết hồn luôn. Tụi nó hết hồn luôn. Đó thì mấy cái thịt này á nó không có cái gì ăn được chứ, cho nên mình không có ăn các bạn nhé. Tại cái con cua hồng đới này nó không có gạch giống như là cái con cua kia các bạn ơi. Nó nhìn nè, nó không có gạch, nó không có gì chứ. Cái mấy con cua kia nó còn có gạch đồ phải không, con này không có gì hết. Đúng là một bánh bèo vô dụng, thấy không có gì chứ. Cái phần này không có gì luôn. Còn cái con cua này thì nó hơi nhỏ cho nên mình không có ăn được cả gia đình các bạn ha. Thì nếu mà các bạn nào hỏi mình đó, anh thích ăn cái nào thì mình sẽ nói là mình thích ăn cái thùng hơn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái kìm cường lực này của mình đi, cái kéo cường lực này của mình. Đó, bây giờ mình sẽ tách nó ra, thấy không? Cái kèn này nó thật không à. Mình sẽ tách thật này ra đi. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn. Hết sảy con bà Bảy ơi. Cái kèn này nó nhỏ hơn cái kèn của cái thùng mình mua bạn. Cái kèn mà cái thùng mấy cái thùng cua hoàng đế mình mua nó bự lắm. Cái kèn này nó thật. Nhớ nha, thì sau khi mình ăn cái cua mà đấy xong mình sẽ gác cái con cua đấy mình lại. Cho nên nãy giờ mình cố gắng là mình sẽ cắt thiệt là kỹ để cho cái con đấy của mình nó được dùng để đây mình gác nó lại. Giờ mình sẽ quay một cái video đó.
Đó. Vợ mình ăn xong nó đi ngủ rồi các bạn ơi. Vợ mình nó sướng, nó ăn xong nó ngủ rồi. Ở trên nó không, ở trên nó không mập các bạn. Nó ăn xong cái nó lăn ra nó ngủ. Nó ăn xong cái nó lăn ra nó ngủ. Đấy, con người ta có xuất xuất hưởng là gì đó. Anh nói xấu em hả? Hả? Quay Hả? Anh nói xấu ai? Hả? Anh kìa. nói xấu ai? Sorry Anh nói xấu ai? Em nghe hết trơn hả? sorry Nói xin lỗi coi. sorry Nói gì? xin lỗi xin lỗi Nghe anh nói xấu em. Xong rồi, cuối cùng cũng xong con cua hoàng đế rồi. Như vậy là 6 300 đô của tôi đã trở thành mây khói. Ừ, công nhận nhân lì, nhân lì chơi trang quá, bỏ ra 300 đô ăn con cua hoàng đế. Nhưng mà các bạn biết không, cái con cua hoàng đế này á, nếu mà các bạn mà ăn ở ở nhà là 300 đô nha, nhưng mà nếu mà các bạn ra nhà hàng ăn á, cái giá lên tới 500 đô luôn. Tại vì á, ăn cái nào. Tại vì các bạn biết không, khi mà các bạn ra nhà hàng các bạn ăn á, một pound một 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 ký á, nó lên tới 45 55 đô la rồi, ok, 155 đô la. Trong khi các bạn mua ở chợ á, một ký của nó tính ra có khoảng là 30 mấy đô la, nó rẻ hơn các bạn nhé, nó rất là rẻ. Thì bây giờ cái cua mình đã tắt cái rồi, cho nên bây giờ mình sẽ ngồi mình ăn giống như là ăn cơm nữa bạn. Qua đà ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng các bạn sẽ thích con cua hoàng đế này, thì mình sẽ ra video nhiều hơn để cho các bạn coi. Thì các bạn hãy bấm like và share nhé. Cảm ơn các bạn.